Sau khi nấu bánh xong thì hai chú cháu mấy chú cháu đem bánh sang cho cái nhà anh em ở đây. Mà nó cho cái gì mà nó nó là 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 nó Mang đi cân này, đưa 10 cân thì đơn giản. Ui, cân này không được 10 cân rồi. Ừ. Ít rồi. Ủa, cân nó như cụ tàng sóc. Nó mắc sóc. Cái nó tùn thắng. Tôi bổ sung, tôi tôi nãy nãy cố chữ ngoài. Cố, hiện tại cố ngoài nó là em ở đây hay, để xuống nông ở đây ta. Chỗ mà. À, tôi cái này sao rồi? Chồng chỗ ai? Số con được không? Số con thế này. Các con chưa tiêu được nè, cố má. Ủa sao nào sao không thấy đối tượng một tịch không nào tịch thôi. Ở trong trong đó có cổ. Không nãy lưu sẽ. Ai? Không nãy lưu sẽ. Đẹp lưu. Đấy, tổ sứ. Cái sự ấy, tôi là hoàng môn chế chủ trọng. Đấy, tôi là. Mình nhớ sự đó hoa không. Ủa?
chặt cái này thì đồ ta thì một trong tàu á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi Có là gì mà thấy mâm? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lúc em đi. Nó tặng rồi. Áp đi. Chẳng ngờ tặng rồi chả đi. Cho có tặng. Chuyện đi cho. Tên này thầy. Tên này. Cô không phải đúng nào mày. Cô không phải. Ông đâu mà móc nó cái gì chứ nó. Chín hay không ấy. Ba giờ mình thì nó thuộc ra đây này. Cái này có đố lò nhưng thì nó không không chín nữa. Cái này dùi nó mở hay ra rồi. Mở ra rồi. Đúng rồi. Bánh to. Cái này phải chôn thảo quả bằng thương. Thảo quả không được, thảo quả có mùi chua chua. Có. Chín rồi, chín rồi. Cái này chín rồi. Sau khi nấu bánh xong thì hai chú cháu mấy chú cháu đem bánh sang cho các nhà anh em ở đây. Cho tôi nốt rồi. Nha. Phụ phụ cho mình nhớ chỗ số. Anh kia à. Thắng thì ít làm mình cho tao thắng. Cà phê. Cái gì vô phê tao chung luôn. Ồ. Phê. Phê chị cha vô tay một phát nữa. Ông là phải cho nhông là thật chứ nghe. Hê hê. Chính ai, chính nha. Ở chỗ này. Cái chỗ này nó tới chúng trong bao à. Thấy à? Không thấy nữa. Thế ta, anh mới đưa tôi ở ta. Ta. Rồi, đi sang bên kia đi. Mang cây nha. Rồi. Mang cây nha. Mang cây nha, mang cây này nha. Đây, một ngôi nhà nhỏ nhỏ. Một ngôi nhà nhỏ đằng trước có cây đào rất đẹp. Cây này đẹp quá, hoa đào. Bên cạnh có một cây mận này, cực kỳ đẹp. Rồi em.
Có. Chú bé nào. Nè. Hai anh em đi một cái đường rất là sóc. Úi dồi. Úi dồi. Đây. Mang bánh ở thằng cái em đường sóc quá. Đi qua suối chứ. Đi được không? Được rồi. Ôi giời. Bên kia không có nước nên là anh trai hay qua đây lấy nước ở đây. À, bên đấy khô đúng không? Bên kia nước ra. Anh xuống anh nhỉ? Nhưng mà để xe đây cũng được. Nhà xa nhất của bản này. Ôi giời. Thế con. Con ấy nó cắn trộm đấy. Con ấy nó cắn trộm. Không có nhà. Không có nhà. À. Anh chị chắc là anh đi buông đàn. Đem vào cho nó, đem vào cho nó. Thôi anh em vào cho con chó nó. Đây. Người lớn đi vắng rồi. Đây thế là cháu tí đem đưa cho bố nhá. Cháu xin nhá. Ở đây chứ. Này đi. Đi thôi. Nhà xa nhất của bản này. Ôi giời. Thế à? Con ấy nó cắn trộm đấy. Con ấy nó cắn trộm. Không có nhà. Không có nhà. À. Anh chị chắc là anh đi buông đàn. Đem vào cho nó, đem vào cho nó. Thôi anh em vào cho con chó nó. Đây. Người lớn đi vắng rồi. Đây thế là cháu tí đem đưa cho bố nhé. Cháu xin nhé. Ở đây chứ. Đây, nghe thằng em bảo đây gia đình rất khó khăn nên hai anh em đến thăm gia đình này. Đây, có mấy cái bánh này. Cho anh đấy. Rồi, ok. Cứ gầy đi. Đây. Em ơi tắt tiếng, em ơi tắt điện thoại, tắt điện thoại. Tắt. À, anh à. Anh à. Ừ. Rồi. Đưa cho anh đi, đưa cho anh. Ừ. À,
kệ thôi. Ừ, rồi. Nhà làng này lên. Giới tổ tập đi. Giờ đây tổ chồng cho rất là. Thế chờ em xem nhá anh. Rồi, được rồi, nha. Ừ, có mấy cái bánh cho gia đình mình ăn nha. Đi phát bánh cho mấy nhà bên hàng xóm nữa. Em ơi ra nhận bánh. Rồi đâu, tôi mua bánh. Giờ tôi té rồi giờ. Giờ. Tôi té rồi anh ơi. Không. Nóng đấy. Nóng đấy lấy cái gì? Bao nhiêu cũng mấy cái. 5 cái. Lùm mông á. 3 cái. Có đủ không nhỉ? Đấy, đủ đấy. Cảm ơn anh nhá. Ừ, rồi. Xin nhá. Bây. Mỗi người 6 cái. Ừ. Rồi. ra nhận bánh đi. Cứ giản đi. Ngại quá trốn vào trong. Nhà cuối cùng. Xuống một bay cứ. Ơn nha. Cảm ơn chú đi. Ừ rồi. Đi về thôi. Xong nhiệm vụ.